Vào lúc 0 giờ 15 phút rạng sáng 2 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Phòng Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội và Phòng Cảnh sát Cơ động kiểm tra đột xuất quán bar Paradise ở địa chỉ số 3536 đường Lạc Hồng, khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm khách đang bay lắc nhảy múa điên cuồng trong tiếng nhạc. Thấy có công an ập vào, nhiều đối tượng vứt ma túy xuống sàn gạch để phi tang và tìm cách tháo chạy nhưng đã bị công an bắt giữ. Tại hiện trường, công an đã tìm thấy một số viên nén bịch ni lông bên trong chứa các hạt tinh thể nghi là ma túy tổng hợp. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã bắt quả tang và tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Tuyền, 22 tuổi, thường trú xã Đông Thái, huyện An Biên và Châu Khánh Duy, 19 tuổi, thường trú xã Hòa Khánh, huyện U Minh Thượng là nhân viên của quán để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 viên nén màu xám và một bịch ni lông nghi là chất ma túy, 2 điện thoại di động và số tiền 3 triệu 500 ngàn đồng. Đối với hơn 200 khách đến chơi, qua test nhanh có 105 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có 66 nam, 39 nữ. Sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đang sàng lọc các đối tượng dương tính với ma túy, đồng thời tạm giữ hình sự một số nghi can để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.